Đây có thể coi là một cái chợ bán đặc sản trên Tây Bắc. Đây để bán chè tươi này, sâm cau dành cho anh em đàn ông, các cái loại thảo dược, măng khô các kiểu. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Tôi Người Vùng Cao của mình. Hôm nay là buổi sáng chủ nhật mọi người ạ. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại khu vực phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Và ở đây hôm nay bà con đến chợ rất là đông đúc để buôn bán những cái mặt hàng rau củ quả cũng như là thực phẩm và mua thực phẩm về cho gia đình. Cái khu chợ Đoàn Kết này nó cũng là một cái khu chợ khá là rộng, nằm ngay trung tâm thành phố và những cái người bán hàng ở đây thì đến từ khắp các bản làng ở Lai Châu mọi người ạ. Mình sẽ cùng đi dạo một vòng xem là cái chợ Đoàn Kết này nó có những cái điều gì đặc biệt nhé mọi người nhé. Bên này có một chị gái mặc một bộ quần áo dân tộc này. Chào chị nhá. Đây là dân tộc Dao à? À, sao chị không thả hết xuống cho nó đẹp mà lại buộc hết lên thế kia? Vướng. À vướng à? Sao mặc váy này còn phải mặc quần áo gì nữa? À đây, áo dài thôi đúng không? Chị bán con này con vịt à? Hay là con ngan? Con vịt ạ. À vâng. Vịt nhà chị nuôi à? Vâng. À vịt này nó có mõm ngắn ngắn à? Nhìn cũng ngon phết đấy. À, bao tiền cân đấy ạ? 1 cân 70 ạ. 1 cân 70 à? Hôm nay sao không đi chợ San Thàng bán mà bán ở đây ạ? Bên kia đông người mà. À đây. Thế bán đây cũng được nhỉ? Vâng. Cảm ơn chị nhá, chúc chị đắt hàng nhá. Ở đây có anh này, anh bán rất là nhiều tôm cũng như là tép. Tép. Cái chợ Đoàn Kết này thì nó có một cái khu chợ được xây dựng đàng hoàng, nhưng ở trong đó thì chủ yếu là bán quần áo cũng như là giày dép. Còn bán thực phẩm như này thì bà con phải bán ở ngoài lề đường các bạn ạ. Đó. Đây có rất là nhiều cái hoa chuối này mọi người này. Chỗ này còn có một người bán nữa nhưng mà họ chưa tới chợ. Đây, các cô này bán hàng ở đây là trông cũng khá là yên bình. Để chào chị nhá. Cái này là bánh chưng hay bánh gì đó? À, chưng đen hay chưng trắng à? À vâng. Tí cháu mua về cháu ăn thử. Bánh chưng đen ở Lai Châu xem nó có khác biệt gì không? À. Cô này người dân tộc Dấy. Đây có cả món táo mèo. Táo mèo quả rất là to luôn. Chị gái này là bán bồ câu. Đó. Chủ yếu là rau thôi nhá các bạn nhá. Cái đường này nó còn dài lắm các bạn ạ. Dài ra tít đầu bên kia nó còn phải có khoảng 200 mét nữa cơ. Ở đây cô bán măng gì nhỏ nhỏ này hả cô? Măng tre. Măng tre à? Không phải là măng sạt à? Măng sạt đây đấy. À. À. Cô phải bóc ra bán à? Cái này có phải là cái gạo cốm không ạ? Gạo cốm là gạo non đây nhỉ? Ở đây là gạo nếp này. Cái này là gạo tẻ hay gạo nếp hả cô? Gạo nếp. À, gạo nếp hết. Gạo nếp ở trên vùng cao nhá mọi người nhá. Bên này thì chủ yếu là bán khoai này, bán cam nữa này. Cam này chắc là tự trồng. Cái quả cam này là tự trồng hả anh? À, ở đâu đến hả anh? Bản Giang ở huyện nào ạ? À đây ạ. Hai bên đường thì bán rất là nhiều rau, chuối, rồi là các cái loại quả. Ôi. À Thanh Hóa à? Dạ, bao tiền cái đấy ạ? 10.000 à? Thế bà bán cho cháu một cái đi. Bán cho một cái à? À, hai cái đi. Mua là hai cái. Dạ vâng. Quảng cáo cho bà á? Quảng cáo cho bà phải khuyến mại cho cháu chứ. Cháu quảng cáo cơ mà. Thế bà cứ nướng cho cháu hai cái đi. Để
xem nào. Cháu đi một vòng cái chợ này xong cháu quay lại cho lấy được không? Hai ba cái nướng xong bạt để đây cho cháu nhé. Hai cá nhá. Cá tươi ở đây bán rất là nhiều, con cá rất là to. Đó. Đi thẳng sang bên này xem nào. Đây vẫn là những cái hàng cá tươi này, rau này. Nó giống như là một cái chợ bình thường ở ngoài kia thôi. Nhưng mà ở trên này là có người dân tộc họ bán nhiều ấy. Để sang bên này xem là còn có nhiều mặt hàng không. Đây là con ốc gì to thế hả cô? Ốc biêu vàng à? Ôi, ở đây nuôi được con ốc biêu vàng to nhỉ? Nuôi là ốc tự nhiên, ốc này cần phải nuôi. À đây ạ. Ốc không phải nuôi đâu, ốc này trong tự nhiên đấy. À đây ạ. Đây này đầu của nó này, giòn con này. À, kêu ra bán luôn hả? Ơ đây là củ gì? Khoai tử. À củ tử. Củ tử này. Củ này luộc ăn ngon đấy nhỉ. Bở. Đây thì có những con tằm nhìn rất là bự này. Con tằm nhìn rất là to luôn này. Con này nó vẫn còn non mọi người ạ. Vẫn còn chưa vào kén này. Còn đây là mặt hàng hải sản này. Như là mực này. Rồi tôm, cua, cá. Cái này là con cá gì đấy hả chị? Cái này là cá chim biển này. Cá chim biển này. Ồ. Dạ nhỉ, bây giờ mới gặp. Dạ, chào các chị nhá. Đây các chị này bán rau, bán khế. Me. Bên này là lại bán gà, bán bồ câu. Dạ, chào chị nhá. Dạ vâng ạ. Dạ. Gà dân à? À chị là người Thái đen đúng không? Không phải gà cán bộ đâu anh ơi, gà dân thôi. Có cả gà cán bộ à? Vâng. Nhưng mà Lai Châu cũng có Thái đen à chị? Em Thái đen. Ở đâu đến ạ? Than Uyên đi. Than Uyên á? Vâng. Chị sống ở trên này à? Chị ơi, lên bán hàng ở đây thôi. Ôi giời. Một ngày chị phi từ Than Uyên lên đây hẳn 90 cây cơ. Chị chịu khó quá nhỉ. Hiện tại thì trời cũng khá là nắng. Tuy nhiên là thời tiết ở Lai Châu ấy nó mát lắm mọi người. Kể cả nắng như này thì nó cũng chỉ gọi là ấm ấm thôi. Chứ nó không nóng gắt như là những cái nơi khác đâu. Mùa hè thì thành phố Lai Châu vẫn là một cái nơi gọi là lý tưởng để sinh sống. Vừa nãy thì mình mới chỉ đi gọi là lướt qua cái chỗ cái chợ gọi là chợ tạm, chợ cóc ngoài kia thôi. Đây mới gọi là khu trung tâm chợ này mọi người này. Nói chung là đến khu này thì cũng gọi là chuẩn bị hết chợ. Chuối tiêu, chuối hột, rồi là nấm ngọc cầu các kiểu luôn mọi người ạ. Hà thủ ô này. Ô. Dạ vâng. Đây là cây gì đấy ạ? À đinh lăng à. Ô. Cây này ngâm rượu đẹp đấy nhở. Đây bác ơi, bác ấy bán cả cái gì đây à bác? À đây là cái gì nhỉ? Dứa rừng đúng không? Cô bán nhiều cái loại thảo dược ấy nhỉ? Đây để bán chè tươi này. Chè xanh. Dạ chào cô ạ. Cái này là cái gì đấy ạ? Hả? À sâm cau. Sâm cau dành cho anh em đàn ông. Đây thì bán rất là nhiều các loại coi như là tắc kè đá. À cây tắc kè chứ không phải là con tắc kè. Táo mèo khô, rồi là các loại chuối hột các kiểu, các cái loại thảo dược, măng khô các kiểu phơi mang ra đây bán hết đi. Wow, đây có thể coi là một cái chợ
chợ bán đặc sản trên Tây Bắc ấy. Đặc sản các cái loại thảo dược Tây Bắc. Miếng này bao tiền cân đấy thôi. Đây có cái loại dầu hào của Trung Quốc. Cái video về cái chợ đoàn kết Lai Châu này của mình đến đây cũng xin được kết thúc thôi các bạn ạ. Đi nhiều quá rồi, video cũng khá là dài rồi. Chúng ta cũng nhìn được cái tổng quan của cái chợ này rồi. Nó là một cái chợ được họp ở lòng đường, nhưng mà rất là lớn ở Lai Châu. Có lẽ là video xin được kết thúc tại đây thôi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Bye bye.